xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình xin làm video clip này để mục đích là muốn hướng dẫn các bạn cách bơm con cá rồng nha các bạn. Bởi vì mình vừa mới đặt mua một con cá rồng huyết long ở bên shop cá cảnh Hồng Anh các bạn. Tại vì như các bạn cũng biết thì mình chơi qua rất là nhiều loại cá săn mồi độc lạ, rất là nhiều loại rồi. Nhưng mà mình luôn có một tình yêu gọi là mãnh liệt đối với những con cá rồng các bạn. Đối với cá rồng thì đó chính là con cá cảnh đầu tiên mà mình cho chính tay mình nuôi, mình chăm sóc nha các bạn. Chơi cá rồng là khoảng chừng cách đây đã 3 năm rồi các bạn. Cho nên một thời gian đầu mình chơi cá rồng, mình cũng bơm cá, mình cũng tan niên cá, làm đủ kiểu các bạn. Cũng đã trải nghiệm qua rất là nhiều rồi. Từ những dòng nuôi cá bói, đầu vàng, full háo mẹt hoặc là full blue, tức là những con full háo mẹt mà blue bay các bạn, nền xanh, nền tím á. Cho đến những con huyết long, huyết sọt, huyết sơn đi sọt, mình được chơi qua hết rồi. Và trong số đó thì cũng có rất là nhiều con mình cũng đã nuôi lớn rồi, mình trải nghiệm xong rồi mình cũng đã giải tán, mình cũng đã bán đi. Nhưng mà hôm nay có một số thì mình vẫn còn giữ, mình vẫn còn nuôi. Và hôm nay thì mình do mình còn một cái hộ trống nữa các bạn, cho nên mình quyết định sẽ mua một con huyết long về. Sẵn đây mình sẽ cho vào hồ này mình bơm luôn. Và sẵn mình làm video clip này để hướng dẫn các bạn cách bơm một con cá rồng như thế nào là đúng cách và hiệu quả nhất cho các bạn. Và sẵn đây mình cũng nói sơ qua cho các bạn hiểu là cái phương pháp bơm cá rồng này thì nó cũng được áp dụng luôn cho cả việc bơm những con cá thuộc dòng kim long như là bói, đầu vàng hoặc là phui tháo mạc. Và với huyết thì cũng sẽ bơm theo phương pháp như vậy luôn các bạn. Và như các bạn đã biết thì là do con cá rồng nó có một đặc tính là nó phải thích nghi với môi trường, cho nên những con cá rồng đó chúng ta phải bơm nó để cho bẫy của nó leo được cao thì nó mới đẹp các bạn ạ. Đặc biệt là đối với những dòng kim long, dòng bói hoặc là đầu vàng hoặc là phui tháo mạc. Nếu với một con cá rồng mà size khoảng 18-20, các bạn từ khoảng size nhỏ bạn cho vào khoảng hồ lớn vậy luôn á, cho vào trực tiếp từ nhỏ luôn á, thì là nuôi một thời gian thì con cá sẽ bị tuột vảy các bạn. Nó sẽ tuột vảy, sẽ bị đen lưng, sẽ vảy không, đối với con bói thì vảy sẽ không để là full hàng năm. Đối với những con đầu vàng hay là phui tháo mạc thì nó sẽ bị đen lưng hoặc là đầu nó sẽ không được full các bạn. Còn do đó chúng ta những đôi con cá rồng nhỏ chúng ta phải cho vào các hồ bơm. Bơm đây tức là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là cho con cá vào trong một môi trường hoàn toàn trắng, đánh đèn mạnh để kích thích vảy leo cao. Đặc biệt là với những dòng kim long thì chúng ta phải kích thích cho vảy leo cao thì nó mới đẹp. Đối với dòng huyết thì là người ta có hai trường phái, có người là người ta chỉ cần chơi hệ màu thôi các bạn, không cần vảy leo cao đó, cho nên chỉ cần vảy leo khoảng chừng hàng 4 như là những con hai mắt bên dòng kim long thôi là được rồi. Mà vấn đề là huyết thì màu nó phải đỏ, phải đẹp mới đẹp. Nhưng mà sau này thì có nhiều anh em là cũng trải nghiệm là dùng những con huyết đó mình bơm luôn, mình bơm nó từ nhỏ luôn, nuôi trong con trắng bơm từ nhỏ luôn để cho vảy nó leo cao, để cho nó full lưng luôn các bạn. Hồi trước mình có làm cái video clip về bắt dung cho cá rồng đó các bạn, trong hồ này nè. Lúc đó mình có một con huyết á, thì con đó mình đã bơm nó từ nhỏ, bơm nó size 40 luôn, nó được full lưng full đầu luôn các bạn. Nếu các bạn muốn xem lại, bạn xem video clip đó bạn xem lại nhé. Thì là khi mà mình bơm từ khoảng size 18-20 mình cho hồ bơm nó khoảng size 40, khi mà vảy nó leo cao, leo full lưng rồi và cái vảy nó đã cứng rồi, nó không còn non nữa, thì sau đó mình bắt đầu chuyển qua giai đoạn là tanning. Nhưng là mình sẽ kích thích màu của nó lên. Cái phần tanning này mình sẽ làm một video clip khác, mình sẽ nói rõ ràng cho các bạn hiểu hơn ha. Còn trong cái video clip này mình sẽ chỉ tập trung vào cái việc là hướng dẫn các bạn cách nào để bơm một con cá rồng đúng cách và hiệu quả nhất thôi nha. Đây, trước tiên công việc của mình cần chuẩn bị trước khi mà mình bơm cá là mình phải có một cái hồ cá ha. Hồ cá này các bạn, phương pháp bơm này sử dụng rất là nhiều loại thiết bị bơm cũng được bạn. Như là bạn dùng hồ kính thì các bạn phải dán full 5 mặt này như trong hồ này của mình. Đây, hồ kính thì các bạn phải dán full 5 mặt, 4 mặt lưng với mặt đáy luôn các bạn phải dán hết trắng. Và các bạn sẽ sử dụng đèn. Ở đây là có một số bạn sẽ sử dụng đèn led, nhưng mà mình khi mà mình trải nghiệm qua các bạn thì đèn led mình có thấy nó là nó không có được hiệu quả cao bằng việc xài bóng đèn tiếp. Đây, mình sử dụng bóng đèn tiếp. Với cái hồ 80 này mình sử dụng cái máng bóng đèn tiếp.
Zebo, bóng Zebo 10.000 Kelvin, công suất 20W một cây nha các bạn. Phần máng này nó có loại là máng đôi, một máng mà hai bóng thì nó sẽ gọn hơn, nhưng mà do họ hết hàng rồi nên mình sẽ mua hai máng đơn luôn các bạn. Nên một bóng sẽ dùng hai bóng, mỗi bóng là 20W, bóng Zebo 10.000 Kelvin. Rồi hoặc là có nhiều bạn khi mà không có hồ bơm á, không có cái hồ kính bơm thì có thể mua một cái hồ composite. Người ta cũng sẽ có bán sẵn một cái hồ composite thì giá nó sẽ cao hơn các bạn, giá tầm khoảng 2 triệu mấy các bạn. Một cái hồ composite thì nó cũng sẽ là full trắng, và bên trên chúng ta sẽ đánh đèn, cũng sẽ để đèn nhụy ta đánh luôn. Hoặc là để tiết kiệm chi phí nữa thì có nhiều bạn sẽ sử dụng một cái thùng xốp. Thùng xốp khoảng chừng 80. Một cái thùng xốp 80 nha các bạn. Và các bạn ghép bên trên là một cái lọc tràn và đánh đèn ở bên trên luôn, cũng y như là cái hồ bơm này của mình vậy thôi. Chỉ khác là họ sẽ dùng cái thùng xốp hoặc là cái thùng composite, còn mình thì có cái hồ kính chống thì mình sẽ dán 5 mặt nó lại ha. Và trước khi mà các bạn thả con cá vào trong cái hồ này để bơm á, thì các bạn phải cho nước chạy lọc, xử lý nước một ngày đi, cho nước ổn định rồi các bạn mới được thả cá nha bạn, đó là quy tắc chung mà. Và lưu ý là khi mà chúng ta bơm cá thì chúng ta chỉ để nước khoảng chừng 30 xăng thôi các bạn. Nước cao 30 xăng nha, nước cao 30 xăng. Đèn cách mặt nước cũng khoảng 30 xăng luôn nha các bạn. Đây găng tay mình là khoảng 22 xăng. Đây, tới đây. Đó. Nước thấp thôi, không cần cao. Đèn cách mặt nước khoảng 30 xăng. Nếu mà đèn quá lường mặt nước thì nó sẽ gây ra cháy lưng cho con cá. Cháy lưng nó cũng sẽ không có đạt hiệu quả lên vẫy được đâu các bạn. Còn nếu mà đèn cao quá thì nó lại không đủ sáng. Rồi, và đây là cái hồ bơm mình đã chuẩn bị sẵn, mình đã chạy nước được 2 ngày rồi. Cho nên việc tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ đi mua con cá và thả vào đây nha các bạn. 1 hour later. Rồi đây các bạn, không biết vừa mới đi bắt về nữa các bạn. Giờ hiện tại là Sài Gòn mới vừa mở cửa nên cửa hàng nó cũng không có tiếp khách mà, cũng không có đón khách vào tham quan nên mình không có đến quay cửa hàng cho bạn xem. Con cá này mình mua ở bên chị Phương của Cá Cảnh Hồng Anh nha các bạn. Con huyết long, con này size tầm khoảng 20. Và bây giờ thì trước tiên là mình thả vào hồ này, rồi mình sẽ ngâm nó khoảng 15 đến 20 phút nha các bạn. Giờ mình sẽ thả cá vào. Rồi. Rồi mình sẽ ngâm trên này khoảng 15 phút, 15 20 phút sau mình mới mở bọc ra. Con cá nó quen với nhiệt độ nước trong hồ nữa các bạn. Và trong lúc chờ đợi mình là ngâm cá 15-20 phút thì mình xin nói sơ qua cho các bạn hiểu rõ hơn về cá rồng. Thì là cá rồng yếu tố vẻ đẹp của con cá rồng đó các bạn, nó ảnh hưởng bởi hai yếu tố các bạn. Một đó chính là nguồn gen di truyền, tức là nguồn giống các bạn, con giống của nó. Và hai là chính là cách chúng ta chăm sóc nó. Thì ở cái phần giống gen đó, thì các bạn phải chọn được những con cá có gen tốt, gen đẹp, phẩm chất cao. Thì tốt nhất là các bạn nên mua cá ở những nơi cửa hàng uy tín các bạn, chạy cá uy tín, những chạy cá có tiếng. Thì sẽ được những con cá có nguồn gen tốt, đẹp. Thì khi mà cá lớn lên nó phát triển thì nó cũng sẽ đẹp hơn các bạn. Các bạn mua ở những con cá ngoài thị trường, mua những người lái này nọ, thì những con cá ở những trại mà không có tiếng, không có tên tuổi về thì nó cũng hên xui lắm các bạn. Cũng có những con sẽ đẹp, có những con sẽ không được đẹp lắm các bạn, con nó xấu. Và hai chứ là nữa là cách chúng ta chăm sóc, và cách chúng ta chăm sóc thay nước, thức ăn chúng ta cho con cá nó ăn nữa. Và do đó nên các bạn đừng có nghĩ rằng là các bạn mua một con cá không được đẹp, hoặc là các bạn mua một con cá bói thường thôi, các bạn bỏ vào trong một cái hồ bơm vậy, các bạn mong muốn nó sẽ trở thành một con cá đầu vàng hoặc là full nấu mạch, chuyện đó là không thể nào các bạn, không thể nào nữa các bạn. Tại vì đó là nguồn gen của con cá, cái phẩm chất con cá nó là như vậy thì nó chỉ được tới như vậy thôi, chứ không biết nào mà người ta phải chia ra dòng nhiều như vậy và người ta bán với giá tiền cũng khác nha. Với những con bói thì nó sẽ rẻ hơn những con đầu vàng, những con đầu vàng thì sẽ rẻ hơn những con full nấu mạch nha các bạn. Việc chúng ta chăm sóc bơm con cá, tanh những con cá, cho con cá ăn thức ăn tốt thì nó chỉ là cải thiện được một phần nào đó cho con cá của mình thôi bạn, chứ nó không thể nào quyết định hoàn toàn độ đẹp của con cá bạn.
còn phải quan trọng, còn phải dựa vào yếu tố nguồn gen nữa nha các bạn. Các bạn lưu ý chuyện đó. Còn nếu các bạn mua cá ở những trại cá có tiếng, những con cá có nguồn gen tốt, và các bạn lại nuôi theo một phương pháp đúng đắn, tốt nữa, hiệu quả nữa, thì tất nhiên là con cá bạn sẽ càng thêm đẹp nữa. Đó là các dòng cá kim long, thì người ta quan trọng vào cái độ leo cao của vảy, vảy cao thì sẽ càng có giá, còn càng có giá trị hơn các bạn. Còn đối với huyết, huyết thì người ta thường đánh giá độ đẹp nó qua cái body và cái màu sắc của con cá nữa các bạn, chứ người ta không, tức là cái phần vảy, vảy leo cao hay không cao nó lại không có quan trọng bằng như là dòng kim long. Dòng huyết thì chỉ cần là cá phải đỏ, body đẹp là ok. Nhưng đi hiện tại thì đã có một số anh em là người ta trải nghiệm, người ta là muốn bơm con cá huyết lên full luôn, thì đó cũng là làm tạo ra cho con cá nó thêm vẻ đẹp, nó hoàn hảo hơn thôi các bạn. Nên những con cá huyết còn nhỏ thì mình cũng sẽ cho vào hồ bơm luôn, mình bơm, mình chịu khó mình bơm, tốn tiền điện tí. Nhưng mà sau khoảng chừng vài tháng, khi mà con cá đạt đến độ size khoảng 40 rồi đó, thì các bạn sẽ thấy viền vảy nó sẽ leo hết full lưng luôn các bạn, nhìn con cá rất là đẹp. Và sau giai đoạn đó thì chúng ta sẽ qua giai đoạn tanning, thì sẽ làm cho con cá càng thêm sậm màu, càng thêm đỏ nữa. Thì như vậy đó các bạn, các bạn có thể tạo ra một cái siêu phẩm các bạn. Vì vậy việc chơi cá rồng á, thì các bạn phải có sự kiên nhẫn. Các bạn nuôi những con cá còn nhỏ thì các bạn phải có sự kiên nhẫn, phải bơm, phải tanning. Còn nếu mà bạn còn nhỏ mà bạn thả trong hồ lớn luôn thì đảm bảo con cá sẽ không có phát triển đẹp hết như là mình mong muốn đâu nha các bạn. Còn nếu mà các bạn không có thời gian, không có kiên nhẫn thì ok, các bạn có thể bỏ một số tiền lớn hơn mua con cá đã trưởng thành, đã lớn rồi, đã hình thành hình dáng và màu sắc lên full đầy đủ hết rồi, thì con cá nó giá trị nó phải cao hơn các bạn, số tiền bạn bỏ ra phải nhiều hơn. Cũng như là chính con bố này của mình mua, hồi trước mình mua khoảng size chừng 25, mình không có bơm nó gì đó các bạn, mình thả vô hồ lớn này luôn, cho nên các bạn thấy là cái phần vảy hàng thứ năm của nó cũng hơi bị nổ nổ, nó không có full hết các bạn thấy không đó. Các bạn thả vô hồ lớn mà ánh sáng yếu nữa này, nó sẽ càng tụt nhanh hơn đó, này cho nên lưng nó bị đen này các bạn thấy không. Mình không có bơm từ nhỏ, cái phần vảy hàng năm nó cũng bị nổ nổ các bạn thấy không đó, nó không thể full nó được. Còn nếu các bạn cũng bói được, cũng bói các bạn bỏ vô trong hồ bơm từ nhỏ thì cái phần vảy hàng năm sẽ lên full luôn các bạn, lên full, full viền luôn, nó sẽ đẹp hơn. Còn này tại lúc đầu mình mua mình chỉ định là hồ trống mới mình thả vô luôn, mà mình không có, cái lợi mình cũng không có hồ để mà bơm nữa, nên mình thả trực tiếp vô nuôi đại luôn các bạn. Tại cũng bao dòng bói này nó cũng rẻ tiền, nó không có mất tiền lắm. Cái này bói ngày xưa mua size khoảng 25 là khoảng chừng 4 triệu mấy các bạn. Con này được cái body đẹp, đầu gãy. 15 minutes later. Sau khi ngâm cá được khoảng 15 phút thì giờ mình bắt đầu mình thả bọc ra nha bạn. Mình tháo bọc ra, thả cá ra nha bạn. Mình sẽ tháo bọc từ từ. Thả bọc ra từ từ cho cá nó bơi ra nha bạn. Đừng làm cái lốp mẻ. Đây là cá sau khi mình thả ra nó hơi lạ, nó còn hơi nhát nha các bạn. Và các bạn lưu ý là khi mà mình vừa mới thả cá ra vào trong hồ mới thì các bạn sẽ cho cá nhịn ăn khoảng 3 ngày nha các bạn, không cho nó ăn khoảng 3 ngày các bạn, 3 ngày sau mình mới cho nó ăn lại. Trong quá trình bơm thì bước đầu tiên khi mình thả cá những ngày đầu á, có những con cá nó sẽ quen hồ, nó sẽ không có nhét, nó sẽ không hoảng, thì các bạn có thể mở đèn mạnh, mở đèn 24/24 cũng được. Còn những con cá mà nó nhét, nó hoảng, như là con cá này nè, nó hơi nhét, hơi hoảng các bạn, nó chưa quen với việc trong môi trường toàn trắng và đèn mạnh, cho nên bây giờ mình sẽ mở trước một cái đèn thôi, mình sẽ mở đèn yếu các bạn, mở một cái đèn đó các bạn. Và mình sẽ một ngày chúng ta sẽ mở tầm khoảng chừng 8 đến 10 tiếng trước thôi cho con cá quen. Và sau khoảng một tuần con cá nó quen rồi thì mình sẽ tăng lên là 12-15 tiếng. Rồi sau khoảng 10 ngày
con cá quen rồi thì mình sẽ mở hai cây đèn luôn nhé các bạn, hai cây đèn và mở đèn 24/24 nha các bạn, để cho con cá nó kích thích cái vật đẩy con cá nó leo cao lên. Và trong quá trình bơm con cá thì mình cũng cứ khoảng chừng 2 ngày, cách 2 ngày mình sẽ cũng phải thay nước cho nó một lần nha các bạn. Bây giờ mình xin kết thúc video mình tại đây. Các bạn có thắc mắc, có câu hỏi gì liên quan đến cá cảnh thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.